hướng công với bài báo cáo hiệu quả của entecavir trong cải thiện sơ hóa gan ở bệnh nhân sơ gan do HPV. Xin mời ạ. Trước hết em xin trân trọng kính chào quý thầy cô trong chủ tọa đoàn và quý chị đồng nghiệp. Hôm nay em được vinh dự tham gia một cái báo cáo tại hội nghị nội soi tiêu hóa miền Trung mở rộng với chủ đề là hiệu quả của entecavir trong cải thiện sơ hóa gan ở bệnh nhân sơ gan do virus viêm gan B. Nội dung trình bày của em có 4 phần. Thứ nhất, về tình hình nhiễm HPV. Trước hết chúng ta biết rằng nhiễm HPV là một cái vấn đề sức khỏe của toàn cầu với cái tỷ lệ phân bố dịch tễ học khác nhau tùy theo cái vùng địa lý, và Việt Nam chúng ta được xếp vào cái vùng lưu hành dịch tễ cao nhiễm HPV với cái tỷ lệ trung bình theo các nghiên cứu là khoảng 15% dân số. Vậy cái hậu quả lâm sàng như thế nào? Thì theo các thống kê cho thấy toàn cầu có khoảng 2 tỷ người đã và đang nhiễm HPV, chiếm khoảng 1/3 dân số thế giới, một con số quá khủng khiếp. Thì theo WHO năm 2015 thì có khoảng 257 triệu người viêm gan B mạn, trong số này có đến 30% tiến triển đến sơ gan và 45% là ung thư gan do virus viêm gan B. Và Việt Nam chúng ta theo một cái thống kê năm 2012 thì cả nước có khoảng 23.300 trường hợp tử vong do HPV, và hàng năm toàn cầu có khoảng gần 900.000 trường hợp tử vong liên quan đến virus viêm gan B. Cho đến nay sơ gan do HPV còn rất phổ biến ở nước ta. Mặc dù vậy, nếu chúng ta phát hiện sớm sơ gan thì vẫn có một cái tiên lượng khá tốt cho người bệnh. Theo cái diễn biến tự nhiên thì ở giai đoạn sơ gan còn bù, thường thì bệnh nhân chưa có cái tình trạng sơ hóa gan nặng và áp lực cửa chưa cao, có hoặc chưa có và đích thực quản, và đa số bệnh nhân là chưa có triệu chứng và sống trung bình 12 năm, và cái tỷ lệ sống 5 năm là đến 84%. Ngược lại, đối với sơ gan mất bù thì bắt đầu có những biến chứng, đặc biệt là xuất huyết do vỡ và đích thực quản, thì bệnh nhân đa số là có triệu chứng và sống trung bình khoảng 2 năm, và cái tỷ lệ mà sống 5 năm thì chỉ còn có 14%. Đặc biệt ở những cái bệnh nhân sơ gan giai đoạn cuối thì cái tiên lượng rất rất xấu vì các cái biến chứng luôn thường trực, các biến chứng nặng luôn thường trực, và đặc biệt là tỷ lệ tử vong có thể rất cao. Tuy vậy, một cái thách thức không nhỏ đối với các nhà lâm sàng là làm sao để sàng lọc và phát hiện sớm ở cái giai đoạn sơ gan, đặc biệt là cái điều kiện chúng ta hiện nay. Sơ hóa gan và thối triển sơ hóa gan thì vậy, cái sự thay đổi như thế nào sau khi chúng ta điều trị kháng virus? Trước hết chúng ta biết rằng sơ hóa gan đó là cái hậu quả của tất cả hầu hết các cái nguyên nhân gây tổn thương gan mạc và cuối cùng đưa đến sơ gan. Vậy liệu cái sơ hóa gan cũng như sơ gan có thể đảo ngược nếu chúng ta loại bỏ được cái nguyên nhân hay không? Thì theo quan niệm trước đây, sơ gan nói chung cũng như là do HPV nói riêng thì thấy rằng cái sơ hóa gan làm cái quá trình không thể hồi phục và virus không còn nhân lên nữa. Vì vậy chúng ta chủ yếu là điều trị triệu chứng, ít khi chú ý điều trị nguyên nhân. Và theo thời gian thì các nghiên cứu cho thấy kể cả giai đoạn sơ gan thì virus vẫn còn nhân lên phổ biến, và đặc biệt là vai trò điều trị kháng virus ngoài cái việc cải thiện về mặt lâm sàng sinh hóa virus thì nó đem lại cái cải thiện sơ hóa gan qua nhiều cái cơ chế khác nhau, trong đó có cái cơ chế quan trọng là làm đảo ngược các tế bào hình sao đã bị hóa. Vì vậy sơ hóa gan, thậm chí sơ gan là một cái quá trình có thể đảo ngược. Vậy cái cơ sở nào để chứng minh cái điều này? Thì theo các cái nghiên cứu sớm, như theo nghiên cứu của Chan và Cộng sự năm 2010, đây là một trong những nghiên cứu có ảnh hưởng lớn đến cái thay đổi của quan điểm sơ gan trước đây. Thì nghiên cứu kết quả cho thấy rằng điều trị entecavir lâu dài thì sẽ đem lại cái cải thiện thối lui cái tình trạng sơ hóa gan đến 88% bệnh nhân, và có đến khoảng 40% là có cái đảo ngược cái sơ gan. Và theo cái biểu đồ này thấy rằng ở những cái bệnh nhân trước khi điều trị thì cái điểm giác khá cao, từ điểm sơ hóa gan từ 3 đến 6 điểm chiếm tỷ lệ rất cao. Tuy nhiên sau khi điều trị kéo dài thì tỷ lệ này đảo ngược, tức là những cái bệnh nhân có cái đa số bệnh nhân có cái điểm ít giác là từ 0 đến 1 điểm, còn ngược lại cái nhóm mà cái điểm ít giác cao thì giảm đáng kể sau khi điều trị lâu dài. Tương tự, một cái nghiên cứu khác của Maxelen và Cộng sự năm 2013 điều trị tenofovir ở bệnh nhân sơ gan đánh giá cái tình trạng thối lui sơ hóa gan thì như thế nào, thì thấy rằng thối lui hoàn toàn cái sơ hóa gan chiếm đến 51% sau 5 năm điều trị, và có hiện tượng đảo ngược sơ gan là chiếm đến 74% sau 5 năm điều trị. Cũng theo trên cái biểu đồ này thấy rằng
ban đầu trước khi điều trị thì bệnh nhân có cái điểm siêu hóa gan từ 4 điểm đến 6 điểm, chiếm khoảng 38%. Tuy nhiên sau khi điều trị 1 năm và đến 5 năm thì nó giảm còn 12%. Ngược lại cái tỷ lệ mà bệnh nhân có cái điểm ít giác ban đầu là khoảng 1 đến 2 điểm thì tăng lên đáng kể sau khi điều trị từ 39 đến 63%. Từ đó có thể nói rằng việc tối ưu hóa ức chế virus nó sẽ kiểm soát được cái siêu hóa gan và từ đó đưa đến ngăn chặn hoặc giảm cái tiến triển đến các cái biến chứng nặng, đó là cái mục tiêu điều trị viêm gan bề mạng hiện nay. Ở đây là cái hai cái trường hợp mà minh họa cho cái hiệu quả của điều trị kháng virus trước và sau khi điều trị bằng kết quả mô học và đo độ đàn hồi gan. Bệnh nhân thứ nhất thì trước khi điều trị là Lanet 4C và độ đàn hồi gan là 17.2 kilopascal, sau khi điều trị có cái khối triển siêu hóa gan trở về Lanet 4A và độ đàn hồi gan còn 8.2 kilopascal. Ở bệnh nhân thứ hai tương tự, trước điều trị là Lanet 4C và độ đàn hồi gan là 35.3 kilopascal, sau điều trị là còn giai đoạn Lanet 4A và độ đàn hồi gan giảm đáng kể còn 10 kilopascal. Vậy cái cơ chế bệnh sinh cũng như thối triển siêu hóa gan thì như thế nào? Thì chúng ta biết rằng nếu một cái gan bình thường khi nó lây tổn thương thì nó sẽ gây một loạt cái tương tác giữa các tế bào nhu mô và không nhu mô trong gan, đưa đến kích hoạt cái tế bào mà hình sao trong gan bình thường ở trạng thái yên lặng, nó dự trữ vitamin A và sinh cái tiếp collagen tiếp 4 để tạo cái chất cơ bản tế bào thì sẽ bị hoạt hóa, trở nên hoạt động và bắt đầu tăng sinh, và cái tính chất của nó là tăng sinh sơ. Đó, làm hậu quả là mất cái dự trữ vitamin A, tăng sinh và tăng biểu lộ số cái chỉ điểm về sinh sơ hóa, tích tụ các cái cơ chất ngoại bào, đặc biệt là collagen tiếp 1 và tiếp 3. Nếu như cái quá trình tổn thương gan vẫn tiếp tục thì quá trình này vẫn tiếp tục xảy ra thì cái tiến triển siêu hóa gan đưa đến sơ gan. Vậy khi nào có cái tình trạng cải thiện siêu hóa gan? Khi cái nguyên nhân đã được loại bỏ hoặc là ức chế thì cái hiện tượng kích thích từ cái tế bào hình sao yên lặng sang hoạt động nó sẽ giảm đi, và chính cái những cái tế bào hoạt động này nó có thể trở về lại cái trạng thái yên lặng ban đầu, tuy nhiên nó vẫn mang tính chất là dễ sinh sơ hóa khi có những kích thích, hoặc là những cái tế bào mà bị hoạt hóa này, làm sao bị hoạt hóa này trở về trở nên chết theo chương trình thông qua cơ chế diệt tế bào diệt tự nhiên hoặc thông qua các cái đại thực bào và các tế bào gai tiến hóa, nó làm cho giảm, làm chết theo chương trình thì sẽ làm giảm cái lượng tế bào đang hoạt hóa, như vậy sẽ làm giảm cái tình trạng sinh sơ và cái tình trạng thối triển siêu hóa gan có thể xảy ra. Đây là cái hình họa ở gan bình thường thì cái cấu trúc của tiểu thùy gan nó sắp xếp một cách có tổ chức. Khi mà bị siêu hóa thì bắt đầu các tế bào trở nên lộn xộn và xen kẽ những cái tổ chức sinh sơ, đặc biệt là sơ quanh cái tĩnh mạch trung tâm, sau đó lan dần và đặc biệt là những cái khoảng cửa cũng bị siêu hóa và dần dần làm tăng đề kháng mạch và đưa đến tăng áp cửa. Đây là cái hậu quả cuối cùng dẫn đến hình thành các cái giãn tĩnh mạch thực quản hoặc là ở qua có cái dịch ở bụng chẳng hạn. Thì tóm lại cái cơ chế thối triển siêu hóa gan bao gồm ba cơ chế chính. Thứ nhất là mỏng quách siêu hóa, đặc biệt ở những cái giai đoạn mà siêu gan sớm hoặc là tái tạo tế bào gan hoặc hồi phục những tế bào gan tổn thương trước đó khi mà nguyên nhân đã được kiểm soát, đặc biệt trên những bệnh nhân còn trẻ. Cuối cùng là phục hồi cấu trúc tiểu thùy ở những cái bệnh nhân mà siêu gan gốc lớn hoặc là chưa có cái huyết khối vi mạch trong gan. Vì vậy nếu bất kỳ một trong ba cái cơ chế này thất bại thì siêu gan không thể đảo ngược. Đây là lý do tại sao chúng ta điều trị nhiều cái trường hợp đáp ứng virus tốt nhưng mà bệnh gan vẫn tiến triển. Vậy chúng ta có thể làm thay đổi cái diễn tiến của bệnh bằng cách ức chế bền vững virus, đưa đến kiểm soát cái cải thiện về siêu hóa gan và làm giảm các cái hậu quả lâm sàng, giảm đến các cái biến chứng mắc mù, giảm các đợt bùng phát, giảm tỷ lệ ung thư gan, cuối cùng đưa đến giảm các cái biến chứng nặng và tử vong, cải thiện sự sống còn cho người bệnh. Vậy chúng ta theo dõi và đánh giá siêu hóa gan như thế nào? Thì trước đây người ta theo dõi chủ yếu dựa vào các chỉ điểm về hoặc độ min ALT, AST cũng như là tải lượng HPV DNA. Tuy nhiên với những cái thuốc kháng virus tốt như hiện nay thì còn 6 tháng thì các cái chỉ điểm này gần như trở về bình thường và tiếp tục theo dõi cũng là trong giới hạn bình thường. Vì vậy nếu nữa chúng ta đánh giá tiến triển bệnh gan thì dựa vào những cái chỉ điểm này thì rất khó để mình trả lời câu hỏi bệnh nhân có thối triển hoặc tiến triển bệnh gan hay không. Theo thời gian thì ta sẽ thấy rằng cái đánh giá siêu hóa gan rất quan trọng, nó có rất nhiều cái vai trò, trong đó cái đánh giá được cái tiến triển của bệnh và dự
dự đoán các cái biến chứng. Có thể tóm tắt ba cái vai trò chính là đánh giá sơ gan, đưa ra các cái quyết định điều trị, đặc biệt trong cái viêm gan B mạn mà cái trường hợp mà men gan không cao hoặc là bình thường hoặc là chỉ tăng nhẹ, thì khi sơ hóa gan lớn bằng F2 chúng ta mới bắt đầu điều trị và theo dõi đáp ứng điều trị, và thứ ba là thiết lập các chế độ theo dõi cũng như tiên lượng các biến chứng. Đây là đối với những bệnh nhân sơ hóa gan là yếu tố nguy cơ cao cho ung thư gan, vì vậy những bệnh nhân mà đã có sơ hóa gan nặng thì chúng ta mới đưa vào cái tầm ngắm tầm soát ung thư mỗi 6 tháng. Và đây là một cái biểu đồ mà nó nói lên dựa vào cái độ đàn hồi gan có thể tiên lượng được những cái biến chứng có thể xảy ra. Một cái bệnh nhân cái độ đàn hồi gan cứ tiếp tục tiến triển và đến trên 36 kPa thì coi chừng bệnh nhân có thể xảy ra cái biến chứng mất bù gan, hoặc trên 53 kPa thì coi chừng bệnh nhân sẽ xuất hiện ung thư gan. Vì vậy những cái bệnh nhân này chúng ta phải kiểm soát kỹ, thời gian theo dõi ngắn hơn, phát hiện những cái biến chứng sớm cho bệnh nhân. Vậy phương pháp nào để đánh giá thì có hai cái nhóm chứng. Thứ nhất là sinh thiết gan, đây là một cái tiêu chuẩn vàng để đánh giá sơ hóa gan. Tuy nhiên đây là kỹ thuật xâm nhập và cái mẫu đại diện ít đại diện, mẫu nhỏ ít đại diện và có thể xảy ra biến chứng khó sinh thiết lặp lại và một số cái hạn chế khác. Vì vậy thực tế trên lâm sàng để đánh giá sơ hóa gan, sinh thiết gan thì rất ít sử dụng. Vì vậy các phương pháp ngày nay là không xâm lấn đang được phát triển, đặc biệt là độ đàn hồi gan và cái chỉ số sinh học. Các cái phương pháp không xâm lấn thì từ đơn giản đến phức tạp. Đơn giản là có các cái chỉ điểm về sinh học gồm chỉ số APRI, FIB4, NFS hoặc những cái công thức phức tạp hơn là HEPA score, FibroTest v.v. Đối với nhóm đàn hồi gan thì nhóm đo độ đàn hồi gan thông qua hoặc là siêu âm đo độ đàn hồi gan hoặc là đo bằng cộng hưởng từ, thì người ta thấy rằng cái nhóm đo độ đàn hồi gan thì nó tương quan chặt chẽ với cái giai đoạn mô học đã được chứng minh trong các cái nghiên cứu trong và ngoài nước. Tuy nhiên cho đến hiện tại chưa có cái xét nghiệm nào không xâm lấn là tuyệt đối, mà tùy theo cái nguồn lực hiện có hoặc là tùy theo cái nguyên nhân mà chúng ta sử dụng một phương pháp cho hợp lý. Tuy nhiên các khuyến cáo hiện tại khuyến cáo rằng phối hợp cả ít nhất là hai phương pháp đánh giá không xâm lấn để làm tăng cái độ tin cậy trong đánh giá sơ hóa gan. Và cuối cùng nếu như không giải thích được cái tình trạng sơ hóa gan thì khi đó chúng ta mới làm sinh thiết gan cho bệnh nhân. Đây là một trong những cái đặc điểm của đo độ đàn hồi gan, đo bằng kỹ thuật FibroScan hoặc là bằng sóng biến dạng. Thì cái ưu điểm của nó là chẩn đoán chính xác đối với những bệnh nhân sơ gan, nhưng mà những cái giai đoạn mà sơ hóa gan trung gian thì cái độ chính xác nó kém hơn. Trong đó đối với cái kỹ thuật MRI thì một trong những kỹ thuật mà chẩn đoán chính xác nhất của hình ảnh, tuy nhiên giá thành cao và thời gian đánh giá sơ hóa gan rất là lâu. Vậy cái hiệu quả của LTKV trên cái sơ hóa gan ở bệnh nhân sơ gan như thế nào, thì chúng ta sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi là cái giá trị đàn hồi sẽ thay đổi như thế nào sau điều trị, cái yếu tố nào sẽ dự báo cái cải thiện sơ hóa gan sau điều trị, và khi nào sự thay đổi của đàn hồi gan có ý nghĩa về cải thiện mô học, và cái mức độ thay đổi bao nhiêu là tương quan với thay đổi về mặt mô học. Thì chúng tôi thực hiện một cái nghiên cứu về 106 bệnh nhân sơ gan do virus viêm gan B, tuổi trung bình khoảng 52 tuổi và điều trị anti-KV 18 tháng. Kết quả cho thấy là cái độ đàn hồi gan đo bằng kỹ thuật APRI ở cái nhóm sơ gan trai A thì giảm đáng kể sau 18 tháng điều trị so với ban đầu. Tuy nhiên đối với cái nhóm trai BC có giảm nhưng mà chưa có ý nghĩa thống kê so với ban đầu. Trong khi đó nếu mà dựa vào chỉ số APRI thì nó cải thiện rất tốt theo thời gian điều trị. Kể cả những cái nhóm trai B, trai C vẫn có ý nghĩa thống kê sau điều trị. Và chúng tôi xét đến cái phối hợp cả hai kỹ thuật này để đánh giá cái mức độ giảm từ F4 xuống nhỏ bằng F3 có xảy ra hay không. Thì sau 18 tháng chúng tôi thấy có là 48% bệnh nhân có cải thiện cái F4 xuống F3, và đối với trai B thì trai BC thì tỷ lệ thấp hơn, chỉ có hơn 21%. Từ đây có thể nói rằng cần phát hiện và điều trị sơ gan ở những cái giai đoạn còn bù, giai đoạn sớm, nhất là cái đoạn còn bù đã làm tăng cái tỷ lệ cải thiện sơ hóa gan. Và cũng trong nghiên cứu này chúng tôi đưa ra các yếu tố ban đầu để dự báo cải thiện sơ hóa gan bằng cái phân tích đa biến, thì thấy rằng nồng độ albumin ban đầu cao, tải lượng virus ban đầu cao, hoặc là cái thang điểm chai bết nhỏ bằng 6 điểm và độ đàn hồi gan ban đầu nhỏ 1,98 là những cái yếu tố độc lập để dự báo cải thiện sơ hóa gan. Thì cái kết quả các nghiên cứu khác cũng thấy rằng cái tải lượng ban đầu cao là có khả năng dự báo, đó là nghiên cứu của Dittat 2016, của Sinh 2018, và độ đàn hồi gan ban đầu cũng là dự báo cho thấy trong các cái nghiên cứu như của thầy Trần Quang Huy năm 2016, của Cho năm 2017 và Dinani 2018 cũng ghi nhận cái điều tương tự. Một nghiên cứu khác của thầy Trần Quang Huy năm 2016 điều trị anti-KV ở bệnh nhân viêm gan B mạn hoạt động, kể cả gồm những bệnh nhân sơ gan, thì
sau 24 tuần điều trị có 28,3% bệnh nhân giảm hơn một cặp độ siêu hô hấp và cái giá trị độ đàn hồi cao. Chúng ta thấy rằng trên biểu đồ giảm đáng kể theo thời gian điều trị, nhất là sau 12 tháng điều trị thì việc giảm này có ý nghĩa thống kê. Từ đó có thể nói rằng điều trị anticoagulant chỉ đem lại cái cải thiện về mặt siêu hô hấp ở bệnh nhân viêm gan B màng hoạt động. Và một cái nghiên cứu khác của John năm 2017 cũng đánh giá cái độ đàn hồi gan sau khi điều trị kháng virus thì thấy rằng cái kết quả độ đàn hồi gan giảm đáng kể, từ ban đầu là 14.5 kilopascal, sau đó giảm dần theo thời gian và đến sau 5 năm là chỉ còn 8.3 kilopascal. Và trong cái nghiên cứu này cũng thấy rằng cái yếu tố cải thiện siêu hô gan, dự báo cải thiện siêu hô gan là cái yếu tố là độ cứng ban đầu của gan thấp dưới 12 kilopascal sẽ là cái yếu tố dự báo cải thiện siêu hô gan tốt hơn cái nhóm còn lại, cụ thể là 81,5% so với 29%. Và đây là các cái nghiên cứu tổng hợp về đánh giá cái thối triển hoặc là tiến triển siêu hô gan bằng đo độ cứng của gan có kết hợp với sinh thiết gan, thì cho thấy rằng điều trị thời gian là từ 1 năm đến khoảng 5 năm thì kể cả những cái bệnh nhân sơ gan cũng đạt được cái thối triển siêu hô gan, và trung bình là từ 51 đến 88% bệnh nhân đạt được thối triển siêu hô gan sau điều trị. Vậy cái điều trị khi nào sẽ đạt được cải thiện siêu hô gan, thì đây là một trong những cái tổng hợp của các cái nghiên cứu gần đây cho thấy điều trị từ 6 tháng cho đến 3 năm có đối chiếu với mô bệnh học, thì các nghiên cứu ghi nhận rằng cái độ cứng của gan sẽ giảm nhanh trong 6 tháng điều trị và sau đó giảm chậm, nhưng mà có tính chất liên tục ngay cả khi giảm hoặc chấm dứt tình trạng hồi tử của viêm. Hồi tử thì vẫn có cái tình trạng thối triển siêu hô gan phản ánh qua cái ALT bình thường, và cái tỷ lệ bệnh nhân mà giảm độ cứng của gan trong 6 tháng đầu cao đáng kể ở những bệnh nhân đạt được thối triển siêu hô gan. Từ đó có thể nói rằng giảm độ cứng của gan sớm là một trong những yếu tố dự báo khả năng hồi phục vườn mô học ở những bệnh nhân đang điều trị kháng virus lâu dài. Và một cái câu hỏi đặt ra nữa, độ đàn hồi gan sẽ giảm bao nhiêu thì có dự báo được cải thiện vườn mô học, thì một cái nghiên cứu của Vu năm 2018 thì thấy rằng theo dõi dọc cái độ đàn hồi gan bằng kỹ thuật ạc phi ở bệnh nhân sau khi điều trị anticoagulant thì thấy rằng cái giá trị trung bình cũng như là mức độ giảm của cái độ đàn hồi gan đáng kể sau 104 tuần điều trị, và thấy rằng cái nhóm mà có cải thiện vườn mặt mô học thì cái độ đàn hồi gan giảm rất tốt, so với cái nhóm mà mô học ổn định thì cái độ đàn hồi gan giảm ít hơn. Và trong nghiên cứu này đặc biệt có so sánh cái ngưỡng là thay đổi độ đàn hồi gan ban đầu là 15% so với sau điều trị và 30% so với ban đầu, thì nó tương quan như thế nào với mô học, thì thấy rằng những cái bệnh nhân mà có sự thay đổi 15% sau khi điều trị so với ban đầu thì nó tương quan chặt chẽ với kết quả mô học. Từ đó có thể kết luận rằng để đạt được cái cải thiện của siêu hô gan có ý nghĩa thì cần sự giảm cái độ cứng của gan tối thiểu là 15% sau khi điều trị so với ban đầu. Thì qua những cái trình bày thì em xin có những cái kết luận như sau. Sơ gan là một cái biến chứng hay gặp nhất ở bệnh nhân viêm gan B màng, và anticoagulant cho đến hiện tại vẫn là một trong những thuốc ưu tiên hàng đầu trong cái điều trị kháng HBV, nhất là cái nhóm bệnh nhân sơ gan. Tuy nhiên cần phải phát hiện sớm và điều trị sớm ở những cái giai đoạn mà còn bù thì sẽ làm tăng cái đạt được cái tỷ lệ thối triển siêu hô gan cao hơn và ngăn ngừa giảm các tiến triển đến mắc bù gan, giảm được cái tỷ lệ sống còn, cải thiện được cái tỷ lệ sống còn cho người bệnh và giảm cái nguy cơ ung thư gan. Bài trình bày của em tới đây xin hết, xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và quý chị đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn tiến sĩ Trung báo cáo rất tốt cái đề tài cuối cùng của cái phiên hội nghị ngày hôm nay. Như vậy trong phiên hội nghị thứ tư chúng ta đã nghe được 5 bài báo cáo về chủ đề cũng rất là hay nha, nghiên cứu thiết kế rất là tốt và những khái niệm rất là mới. Tuy nhiên rất tiếc là cái thời gian còn lại cái phần thảo luận nó không còn nhiều, nhưng có lẽ chủ tịch đoàn cũng xin phép chọn lựa một số câu hỏi trong bốc cũng có câu hỏi trực tiếp cho các báo cáo viên trả lời. Lại xin bắt đầu bằng cái báo cáo viên đầu tiên của phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Thu Thủy về một đề tài rất là hay, đặc biệt chúng ta có rất nhiều công bố ở nước ngoài. Cái nhóm câu hỏi của cô Thủy thì có hai nhóm chính. Nhất là những cái yếu tố nhiễu khi mình mà định lượng cái M2BPGI, nói tiếng Việt cho nó dễ nhé, thì những yếu tố nhiễu sẽ là chi. Và cái thứ hai á, là cái cut-off của cái M2BPGI nó có lệ thuộc nhiều vào yếu tố bệnh nguyên hay không, trong nhóm viêm gan B, viêm gan C, viêm gan R và kể cả nọc phổ. Hai câu hỏi. Câu hỏi thứ ba của một ngắn đó là cô Thủy có kinh nghiệm chi trong vấn đề kết hợp giữa M2BPGI với một cái thăm dò hình ảnh khác, chẳng hạn như FibroScan hoặc là ACFI hay là không? Xin ý kiến của phó giáo sư Thủy.
Kính thưa thầy Huy, kính thưa quý đồng nghiệp thân mến, thì cái câu hỏi thứ nhất á, là cái yếu tố nào gây nhiễu về cái xét nghiệm NTOP-BCI? Thì thật sự đây là một cái xét nghiệm tương đối là nó rất là mới, và thật sự ở chúng tôi thì cũng mới xài khoảng 2 năm mấy, gần 3 năm. Thì trong y văn cũng như các báo cáo trên thế giới thì chúng tôi chưa có thấy là người ta có báo cáo nào gọi là yếu tố nào gây nhiễu. Nhưng mà ở Medic mình làm thì theo kinh nghiệm chúng tôi thấy thì có thể có hai vấn đề. Cái thứ nhất là có thể về kỹ thuật khi mà mình làm, và cái thứ hai có thể là có một số bệnh lý đi kèm. Vậy tại vì đây là một cái xét nghiệm và xét nghiệm về miễn dịch, thì thí dụ như có một số bệnh nhân có những bệnh lý về tự miễn thì đôi khi nó có ảnh hưởng, nhưng mà điều đó nó chưa chắc chắn, tại vì chúng tôi cũng đang theo dõi chứ chúng tôi chưa có thật sự làm những cái nghiên cứu tổng kết. Về cái câu hỏi thứ hai á, thì thật sự ra cái xét nghiệm này cũng rất là mới, và ở cái ông giáo sư người Nhật ông đưa ra những cái cách tốt là của ở những cái nghiên cứu của ổng ở bên Nhật. Thì trong cái quá trình mà phát triển ở nhiều nước, nhiều nơi trên thế giới, nhất là ở châu Á, thì người ta cũng bắt đầu sử dụng cũng khá là nhiều. Thì thấy rằng là mỗi cái, có thể là mỗi cái dân tộc hay là một số nơi, cái cách tốt có thể nó sẽ khác nhau. Và nó cũng tùy theo cái bệnh lý, chẳng hạn như viêm gan B thì khác, viêm gan C thì khác, gan thấm mỡ thì khác, vân vân. Và ở Medic thì cũng đang làm nhiều cái nghiên cứu, và hiện giờ cũng đang làm một cái nghiên cứu là để mình theo dõi cái cách tốt của người Việt Nam nó như thế nào. Thì hiện tại thì nếu mà mình sử dụng thì mình cũng, ví dụ như các bạn mà các đồng nghiệp có cho làm cái xét nghiệm này, thì phòng xét nghiệm người ta sẽ cho mình cái tỷ số, và người ta sẽ cho mình những cái ngưỡng đối với các bệnh. Nhưng đó là những cái ngưỡng là của bên Nhật người ta đưa ra thôi. Thì cái đó mình lấy để mình ban đầu mình dựa vào đó, nhưng sau đó mình sẽ đưa ra những cái nghiên cứu của mình, và mình hy vọng sắp tới mình sẽ có những cái cách tốt của mình. Và cái câu hỏi thứ ba đó thì dĩ nhiên trong quá trình làm thì như hồi nãy tôi có trình bày, thì ở Medic cũng vậy, hay là ở viện Pasteur, và hiện nay thì tôi cũng biết là ở một số nơi cũng có làm, và người ta đã so sánh về kết quả của M2 với lại FibroScan hay là những cái chỉ dấu khác, AFI hay Singware hay là những cái FEV4 vân vân, để mà so sánh nó có tương đồng hay không. Và ngoài ra thì ở Medic cũng vậy, tôi cũng đang có những cái nghiên cứu, và có thể là trong một số trường hợp đặc biệt hay một số trường hợp nó cũng khó để mà xác định, thì mình có thể phối hợp hai cái chỉ dấu, vừa xét nghiệm về sinh hóa, về cái xét nghiệm máu, một cái về chẩn đoán hình ảnh. Thì tôi nghĩ rằng như vậy thì cái kết quả nó sẽ chính xác hơn. Chẳng hạn mình sẽ kết hợp vừa M2 với vừa FibroScan. Thì chẳng hạn như trong cái phương pháp mà FibroTest khi của giáo sư Buna người ta đưa ra đó, người ta có hai chỉ dấu, là một cái là FibroTest và một cái là ActiTest, thì cho biết là mức độ sơ hóa gan hoặc là cái gan nó còn hoạt động hay không. Chẳng hạn như mà người ta đưa ra là F3 nhưng mà ActiTest nó là A0, thì cái điều đó nó có thể nó tốt hơn là nó là A3 hay là F1 vân vân. Thì tôi nghĩ rằng khi mà có một cái sự kết hợp, một cái là định giá sơ hóa gan là nó là phương pháp nó tĩnh, tức là FibroScan nó đo có độ đàn hồi thì nó sẽ thay đổi hơi lâu, và một cái phương pháp là phương pháp động, thì cái chỉ dấu về sinh hóa của M2 này thì nó là một cái xét nghiệm nó động, nó là một cái thay đổi, một cái chỉ dấu trong máu mà khi mà có cái tiến trình sơ gan thì nó sẽ thay đổi, thì cái đó nó sẽ thay đổi nhanh, và khi mình có sự kết hợp thì nó sẽ tốt hơn. Xin cảm ơn quý đồng nghiệp. Vâng, xin cảm ơn bác, câu trả lời nó rất là rõ, rất là gọn của phó giáo sư Phạm Thị Thu Thủy. Chúng tôi cũng rất hy vọng trong thời gian tới nhé, thì cũng sẽ tiếp tục có rất nhiều cái nghiên cứu từ trung tâm Medic cũng như từ các bệnh viện khác mà về vai trò của MIPPGI đơn độc hay là phối hợp. Trong cái session này có hai đề tài liên quan tới tình trạng sơ hóa gan, đề tài 1 và đề tài thứ 4 và đề tài thứ 5 theo dõi đặc điểm sơ hóa gan sau khi điều trị entecavir. Trong chương trình đoàn thì có phó giáo sư Trương Thị Cảnh Tường, cũng là một chuyên gia về sơ hóa gan, thì cô có thể cho vài comment về cái này này hay không? Xin mời cô Tường. Dạ, em cảm ơn giáo sư Huy. Chị sẽ có một số ý kiến nhỏ thôi ạ.